Nếu bạn đang có nhu cầu muốn mua Agroblock Block Food giá rẻ thì hãy đến ngay shop agroblock.com. Tại đây có bán rất là nhiều VIP mà giá vô cùng hời. Chẳng hạn như có Mochi, có Song Kiếm và Root Human thì hãy đến shop agroblock.com. Ok, what's up man, chào mừng mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tucker đây. Rồi thì ở trong cái video này thì mình sẽ tiếp tục share đến cho mọi người về một cái clean hack mới vừa được cập nhật nha mọi người. Thì theo như những bạn nào mà xem cái kênh mình á thì mọi người cũng đủ biết là ngày hôm qua là ngày 2 tháng 3 thì trên kênh của mình có đăng một cái video là hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể cài đặt và cập nhật được cái clean giọt nước lên V9 đó mọi người. Thì sau khi mà mình hướng dẫn xong á thì có rất là nhiều bạn khi mà lên V9 á là sẽ bị một cái tình trạng đó là bị lỗi nha mọi người. Bị lỗi không có mở được cái bản menu nhập script, thì có rất là nhiều bạn nói với mình như thế luôn. Thì vào ngày hôm nay thì khi mà admin nghe được những cái lỗi từ phía mọi người thông báo á thì bên bộ phận admin giọt nước á mọi người đã cập nhật lên cái phiên bản mới nha mọi người, đó là phiên bản V10. Nhằm cái mục đích á là khi mà cập nhật lên cái bản V10 này á thì bên bộ phận admin có thông báo là sẽ fix cái tình trạng bị lỗi cái hiện bản menu nha mọi người, hiện cái nhập script á thì nó sẽ fix được cái tình trạng đó. Thì khi mà lên V10 á thì mọi người vào mọi người sử dụng một cách rất là bình thường luôn, không có còn bị lỗi nhập menu script nữa, không có còn bị hay kiểu là bị mất cái bản nhập script mà mọi người. Thì lên V10 nó đã fix được hết rồi. Với lại là lên V10 thì mọi người sử dụng sẽ không có cần nhập khay nha mọi người, không cần nhập khay và sẽ có luôn cái menu nhập script cho mọi người, không có bị mất nữa nha mọi người. Đó, thì nói chung á cái cách cài đặt á thì nó hơi khác một tí so với những cái phiên bản cũ đợt trước nha mọi người. Thì bởi vậy á mình mong mọi người là xem hết video này để biết cách cài ha. Rồi và bây giờ mình mời mọi người cùng đến với cái phần hướng dẫn cài thôi nào. Link tải của cái clean hack giọt nước V10 này mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game nha. Ok, mời mọi người cùng đến với phần hướng dẫn thôi nào. Let's go. Ok mọi người ơi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để mọi người có thể cài đặt được cái clean giọt nước V10 mới nhất ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Thì vào ngày hôm qua thì mình có làm cái video để hướng dẫn mọi người cách để cập nhật lên V9 rồi. Thì do là cái bản V9 đó mọi người thì có rất là nhiều bạn bị lỗi là khi mà vào là nó sẽ không có hiển thị cái menu nhập script á mọi người. Thì bởi vậy là ngày hôm nay thì bên bộ phận admin bên cái clean giọt nước á mọi người đã tung ra phiên bản V10 rồi nha mọi người, để cập nhật fix lại cái lỗi của V9 ha. Rồi thì link tải của cái clean giọt nước V10 này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn sử dụng để có thể chạy được những cái sò rip hack á thì mọi người có thể tải về để sử dụng ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn mọi người cách để có thể cài đặt ha. Thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành mọi người tải cái file clean hack giọt nước V10 này về giúp mình. Thì link tải mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game nha mọi người. Thì ở đây là mình đã tải sẵn rồi. Rồi bước tiếp theo thì sau khi mà mọi người tải xong rồi á thì những bạn nào mà đang có cái clean giọt nước V9 hoặc là đang có cái tựa game Roblox trên máy á thì mấy bạn vui lòng mấy bạn gỡ cài đặt nó đi giúp mình ha. Thì ở đây là mình đang có này, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ cài đặt nó đi ha, còn nghĩa là xóa mọi người đó, mọi người xóa nó đi giúp mình. Rồi thì sau khi mà xóa xong, bước tiếp theo là những bạn nào mà trên máy chưa có cái phần mềm Z Archiver này nè mọi người, thì mọi người vui lòng vào trong cái cửa hàng CH Play trên máy mọi người tải giúp mình cái phần mềm Z Archiver này về ha. Thì ở đây là mình đã tải rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở lên ha mọi người. Rồi thì sau khi mà mở lên xong thì đây là giao diện của cái Z Archiver nha mọi người. Thì ở cái giao diện này là nó sẽ có rất là nhiều hương mục, thì mọi người sẽ tìm tới cái hương mục download giúp mình nè. Đây hương mục download thì mọi người tìm rồi mọi người nhấn vào để mọi người mở cái hương mục download lên. Rồi thì sau khi mà mọi người tải cái clean hack này về là nó sẽ nằm trong cái hương mục download như vậy ha. Thì mọi người chỉ cần mở cái hương mục download lên thì mọi người sẽ thấy cái file mà mọi người vừa tải về. Nó có tên là clean giọt nước V10 new.apk nha mọi người. Thì đây là cái bản clean giọt nước mới nhất trong cái tựa game Block Food luôn. Đó thì mọi người có thể muốn sử dụng thì có thể tải về để sử dụng. Rồi thì sau khi mà mọi người tải về xong rồi thì bây giờ mọi người nhấp vào này, rồi mọi người chọn cài đặt giúp mình ha. Rồi thì sau khi chọn cài đặt xong thì mọi người sẽ tiến hành mọi người đợi một tí thì nó hiện lên cái bảng cài đặt như vậy. Thì bây giờ mọi người nhấn vào chữ cài đặt này. Đó, nhấn vào xong rồi thì mọi người đợi khoảng chừng là vài giây thì nó sẽ tiến hành nó cài đặt xong nha mọi người. Rồi thì sau khi mà nó đã cài đặt xong rồi á thì cái bước bây giờ là mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái chữ xong này. Rồi sau đó mọi người quay về màn hình chính giúp mình ha. Đó mọi người quay về màn hình chính. Thì sau khi quay về màn hình chính xong thì chúng ta sẽ có cái tựa game Roblox nha mọi người. Thì cái tựa game Roblox này còn gọi là cái clean giọt nước V10 mọi người vừa cài đó. Thì sau khi mà ra ngoài xong thì bây giờ mọi người nhấn đè vào giúp mình nè. Thì nó sẽ hiện lên cái bảng như vậy, thì mọi người chọn là thông tin ứng dụng. Rồi chọn vào thông tin ứng dụng xong thì nó sẽ đưa mọi người tới cái trang thông tin của cái Roblox nè. Thì ở cái trang này thì bây giờ mọi người tìm tới cái chỗ quyền nè mọi người thấy không. Đó cái chỗ quyền mọi người dứt vào rồi mọi người cấp hết những cái quyền lên cho mình ha. Đó, có 4 cái quyền thì mọi người cấp hết lên cho mình. Rồi thì sau khi mà mọi người đã cấp xong 4 cái quyền này rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người thoát ra màn hình chính giúp mình nè. Đó, mọi người thoát ra màn hình chính. Thì sau khi thoát ra xong rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người vào trong cái clean giọt nước V10 giúp mình ha. Đó, mọi người vào này. Thì sau khi mà vào xong á thì nó sẽ đưa mọi người vào cái tựa game Roblox nha mọi người. Thì khi mà vào rồi thì đây mình đang tiến hành mình vào nè mọi người ha. Đó, thì sau khi mà vào á là mọi người sẽ tiến hành mọi người được đăng nhập nha mọi người. Đó, nó sẽ hiện lên cái giao diện Roblox như bình thường thôi. Thì việc của mọi người á là bây giờ mọi người chỉ cần đăng nhập này, rồi sau đó mọi người vào trong cái tựa game Roblox.
rồi mọi người sử dụng thôi. Thì nói chung á là cài tới bước này á là coi như là mọi người đã cài được cái clean V10 thành công rồi. Thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành đăng nhập vào ha. Mọi người đợi mình một tí. Rồi mọi người, thì hiện tại mình cũng đã đăng nhập vào trong cái tựa game Roblox trong cái clean giọt nước V10 rồi nè mọi người. Đó. Thì như mọi người thấy là hiện tại là mình đã vào trong cái clean giọt nước V10 rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào trong cái tựa game Roblox cho mọi người xem coi là nó có còn bị cái tình trạng là lỗi không hiện menu nhập script hay không nha mọi người. Rồi, thì ở cái khúc này á thì mình sẽ không cắt luôn nha. Mình sẽ tiến hành mình vào cho mọi người xem luôn. Không mất công á là có những bạn á là nói mình là cắt ghép được cái thứ nữa, thì bây giờ mình nhấn vào này. Rồi, hiện tại là mình đang vào nha mọi người. Đó, mọi người thấy là hiện tại là mình đang vào nè. Đấy, mất công á là mọi người lại nói mình là cắt ghép được cái thứ. Thì nói chung á đó, mọi người thấy chưa? Thì khi mà vào á là chúng ta sẽ có luôn cái clean giọt nước V10 nha mọi người, chứ không có phải cắt ghép nha. Đó, dành cho những bạn nào mà sợ mình nói là mình cắt ghép được cái thứ á, thì mình không hề cắt ghép nha mọi người. Và ở đây thì mình sẵn nói với mọi người luôn, thì do là nó cập nhật lên cái phiên bản V10 á mọi người, thì cái nó sẽ fix lỗi lại ha. Đó, thì như mọi người hay thấy nè, là hiện tại là cái clean giọt nước V10 của chúng ta đã vào được và hoạt động được rất là mượt mà nha mọi người. Không bị cái tình trạng là theo kiểu là bị mất cái menu nhập script ha. Đó, mọi người nhấn vào thì nó sẽ ra nha mọi người. Đấy mọi người thấy không, nhấn vào là nó sẽ ra. Đấy, thì nói chung á là khi mà chạy đi tới đây á thì có nghĩa là mọi người đã cài đặt được xong cái clean giọt nước V10 rồi. Thì việc của mọi người bây giờ là chỉ cần vào rồi nhập script vào để sử dụng thôi. Đó mọi người thấy không, đây hiện tại là mình vào cho mọi người xem nè. Đó, vào thì giờ do là cái máy mình mới vô nó chưa có load kịp á mọi người, thì bởi vậy á là nó còn hơi lắc một tí ha. Đó, nó chưa load kịp nha, chứ không phải là bị lỗi nha mọi người. Đấy, thì bây giờ nó đang tiến hành nó load nè. Đó, thì nói chung á là cái máy của mình thì nó hơi cùi một tí mọi người ạ. Đó, nó đang tiến hành nó load nè. Đấy mọi người ha. Đấy, thì nói chung á là chủ yếu là vào á để cho mọi người xem là hiện tại là cái clean giọt nước V10 là nó đã mở được cái menu script rồi, nó không còn cái tình trạng là bị lỗi nữa nha mọi người. Đó, đây hiện tại là mình đã vào rồi nè. Đó, nó đang load nha mọi người, nó đang load từ từ ha. Thì nói chung á là cái máy mình á thì nó cũng không có được xịn nha mọi người ạ. Nó khá là cùi. Thì bởi vậy á là nó cứ bị lắc hoài à mọi người ạ. Chủ yếu là mình vào để mình quay video cho mọi người xem thôi, mà tối ngày nó lắc lên lắc xuống hoài à mọi người ơi. Đấy, thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nha. Rồi thì mọi người đợi một tí để cho nó tiến hành nó load xong nha mọi người. Nó load xong thì mình sẽ tiến hành mình nhập thử một cái sò rết vào đó vào để mình chạy cho mọi người xem. Mất công mọi người lại bảo mình là cái clean giọt nước V10 này chạy không được nữa. Đấy, thì nói chung là mình chiều theo ý mọi người rất là nhiều rồi. Thì có cái bản cập nhật mới nào thì mình luôn luôn cập nhật đến cho mọi người. Thì bởi vậy là mọi người nhớ là like để ủng hộ cho kênh mình nha mọi người. Rồi, hiện tại là mình đã vào rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy thử cái bản sầu rip cho mọi người xem. Thì ở đây là mình đã chuẩn bị sẵn rồi nha mọi người. Mình chuẩn bị sẵn một cái sầu rip rồi. Thì do là cái bản V10 này là mọi người vào mọi người sử dụng luôn. Mọi người không có cần phải ghép cây nha mọi người. Thì bởi vậy là nó rất là mượt ha. Đó, vào dán một phát rồi sử dụng luôn. Đây mọi người thấy không, dán vào là nó ghi sầu rip lên nè. Đó có nghĩa là sầu rip đang chạy nha mọi người. Rồi mọi người đợi một tí thì nó sẽ tiến hành nó load cái sầu rip ra nè. Đó mọi người thấy không, ba đồ húp. Thì nói chung á là cái sầu rip này mình chuẩn bị để mình test cho mọi người thôi, chứ không phải là mình vào mình review về cái bản này nha mọi người. Cái bản cái sầu rip này thì trên kênh mình review rất là nhiều rồi. Thì đây mình sẽ cho mọi người xem là hiện tại là mình đã mở được cái menu sầu rip hack nè. Đó, vậy là cái clean giọt nước V10 này là nó đã fix được cái tình trạng là bị mất cái bản nhập sầu rip nha mọi người. Với lại là nó sẽ không có cần ghép cây ha. Đó, không cần ghép cây. Thì dành cho những bạn nào mà thích á thì mọi người có thể sử dụng ha. Rất là ngon và rất là mượt nha mọi người, mượt cực luôn á. Đấy, thì nói chung á là mượt hay không cũng tùy vô máy mọi người. Do là máy mình hồi nãy là mình vào sớm á thì nó chưa có load kịp á mọi người. Thì bởi vậy là bây giờ nó vẫn còn đang load nè. Đấy, mọi người thấy cỏ là nó chưa có load xong rồi mọi người thấy không. Đó, thì chủ yếu là mình vào để mình test cho mọi người là nó nhập cái sầu rip là chạy được đồ các thứ. Đấy, đây select mod farm này, normal. Mình sẽ tiến hành mình test thử coi là nó có hoạt động hay không nha mọi người. Select bone, rồi tích vào auto island này, auto level. Đó mọi người thấy không, thì khi mà tích vào auto farm level là tự động nó đi nhận nhiệm vụ này để nó đi đánh nha mọi người. Thì nó sẽ lại cái đảo mọi người nè để nó nhận nhiệm vụ. Đó, nhận xong rồi là sẽ tự đi đánh ha. Đây mình sẽ cho mọi người xem, đó tự động đi đánh nè mọi người, thấy máu tuôn ra không. Đó, đấy trời ơi, mượt cực nha mọi người. Đấy, nhận được hết luôn nè. Đó, thì dành cho những bạn nào mà nói là farm không được thì mọi người coi lại ha. Rồi, bản V10 này quá ngon nha mọi người. Rồi thì link tải đồ thì mình sẽ để link dưới phần mô tả. Và cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Chúc mọi người có một ngày tốt lành nha. Bye bye.